Nhi đi làm. Bán ổ bánh mì. Trời đất ơi, chị chờ con nãy giờ nè. Quên xịt nước tương. Chị có làm thì mấy quan. Chống mặt quá. À, chết gì vậy em ơi. Cô gái bị ngất xỉu giữa đường. Rồi rồi, tới công chuyện này. Cô gái biến thành người khổng lồ. Cô cảm thấy rất vui. Cô tiếp tục đi dạo trong thành phố. Mỗi bước chân cô đi là nhà cửa, xe cộ điều, tan hoang, mọi người bỏ chạy. Cô tiếp tục nô đùa mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Mệt quá cô ngồi xuống, rồi nằm xuống. Nhưng cô gái đâu biết rằng quân đội đã được lệnh điều động đến. Đứng đầu là đại tá, quân đội trẻ tuổi. Cô gái đạp xe cảnh sát. Trực thăng được điều đến, phía sau có cả xe tăng. Cô gái bỏ chạy ra khỏi thành phố, chạy qua rừng dừa. Tiêm kích xuất hiện. Cô gái băng rừng vượt núi. Cố thoát khỏi sự rượt đuổi của quân đội. Bên kia chiến tuyến đại tá vẫn tiếp tục truy lùng. Sau khi cố chạy thoát khỏi quân đội, băng rừng vượt núi, cô gái quá mệt mỏi và khát nước. Chân cô gái đã bị thương, quần áo thì rách do phải chạy qua cánh rừng. Lưng cô ấy cũng bị thương, thật tội nghiệp. Cô gái dựa lưng vào vách núi. Cô gái chợp mắt, không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Phía trên đại tá đang ngồi trên trực thăng tìm kiếm. Phía dưới quân đội và chó nghiệp vụ tiếp tục săn lùng. Cô gái bật dậy và chạy nhanh vào rừng sâu. Cô bơi qua đầm lầy. Phía trên tiêm kích đang truy lùng. Tiếp tục chạy qua cánh rừng. Xe tăng của quân đội đã vào sâu trong rừng. Đại tá tiếp tục cùng đồng đội truy lùng cô gái. Sau đó, cô gái đi vào khu rừng lạ, có rất nhiều hoa của phát sáng. Quá đói, cô gái hái một trái và ăn rất ngon. Cô gái lăng ra ngủ mà quên rằng mình đang bị quân đội truy bắt. Bất ngờ trực thăng đã phát hiện ra cô gái. Quân đội nhanh chóng bao vây lấy cô gái. Bất ngờ cô gái bừng tỉnh và thu nhỏ lại thành người bình thường. Phút chốc cô gái đã trở lại thành người bình thường mà không nhớ chuyện gì đang xảy ra với mình. Đại tá cùng cô gái trên chiếc trực thăng bay về thành phố.